chuẩn bị đi. Nào chuẩn bị, khoán đã. Đầu tiên là giới thiệu với anh bói anh trọng này. Con lân đỏ này là ai đây? Nhớ cái mặt lên xem nào. Là cụ bò. Ông kia là ai đây? Cũng là anh bó luôn. Bên này là anh gì? Cũng anh bó luôn hả? Gì mà lắm bó vậy? Lân vàng. À như vậy bốn bó lập thành đôi lân. Rồi phát. Xếp hàng vào. Đăng xếp hàng vào. Nhanh lên. Xích lại đâu kia. Bó là đâu kia con? Xích lại đâu kia. Là sao? Đừng xếp hàng không? Bó không lại đây nghe chưa? Bó ra đi bó ơi! Thôi! Thôi! Anh đóng đi mà! Bó ra đóng đi! Đặt chút đi một chút thôi để bế bó lên! Mày mặc bó lên đi! Không bệt đâu! Không bệt đâu! Bế được cái bó! Anh nói bế con được á! Anh nói anh dọc bế làm sao bế được? Tập lò hồi trước mà mới chỉnh cái bó! Rồi tập một lúc để anh bói mũi nha! Ông điều lùi ra xa! 5 giờ thôi em về rồi! Đi lũ đâu kia lại đây làm gì? Đừng xa xa ra. Đắng được đắng cầm cái kia đi ra bên này. Đứng chống lên nha. Đây. Nha. Đứng con kia đứng chống đây. Bói đánh đi bói. Ơi, bói anh trống đi, bói mũa, bói mũa đi. Rồi xong rồi, anh bói. Đừng bị xong chưa? Đắng cầm cái này đứng bên kia đi con. Con đứng bên này này, nhanh lên, đứng bên này này. Thôi, thôi. Tư, để cho anh bói, để cho anh bói, anh bói. Anh bói đâu rồi, vô muộn, anh bói, vô muộn, anh bói về à. Con đi chơi. Anh bói đó. Anh bói mũi đẹp nhất. Đây không?